Nắng nóng kéo dài tại khu vực miền Trung tiếp tục gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng chống cháy rừng. Từ ngày hôm qua cho đến nay, hai vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Nam và thiêu rụi hơn 100 hecta rừng. Trưa ngày 11 tháng 7, khoảng 7 hecta rừng keo thôn Suối Cái, xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam bốc cháy dữ dội. Hơn 250 người thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy, quân đội, dân quân tự vệ và người dân được huy động cứu rừng. Do rừng có thảm thực bì dày, cộng với thời tiết nắng nóng và gió lớn khiến đám cháy lan rộng con lửa lại bùng phát ở vị trí đồi cao hiểm trở nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng phải chia thành nhiều nhóm để tiếp cận đám cháy và cắt đường danh để ngăn lửa lây lan. Trước đó vào lúc 11 giờ ngày 10 tháng 7, tại xã Quế Thọ, cạnh xã Hiệp Thuận cũng xuất hiện đám cháy ở cánh rừng trồng. Cho đến 3 giờ ngày 11 tháng 7, lửa đã bị dập tắt, thiệt hại khoảng 100 hecta. Nguyên nhân cháy chưa được xác định.